Phụ nữ và hôn nhân gia đình. Những ngộ nhận khi kết hôn. Ai cũng biết, lập gia đình là điều cực kỳ quan trọng trong đời người, ngang với việc chọn nghề nghiệp hoặc còn hơn nữa, đặc biệt là với phụ nữ. Thời đại dù tân tiến, nhưng với phụ nữ, gia đình vẫn được coi là sự nghiệp quan trọng hàng đầu. Tuy nhiên, có một điều luôn khiến tôi ngạc nhiên là chúng ta mất ít nhất 15 năm để học nghề, với đủ loại tài liệu chỉ dẫn. Nhưng với một việc khó khăn hơn nhiều là lập gia đình thì gần như chẳng được học gì cả. Hơn nữa, có thể được đào tạo nghề này rồi lại làm nghề khác, nhưng làm vợ, làm chồng thì vẫn được mặc nhận là không thể thay đổi được. Vì vậy, không lấy gì làm lạ khi số người gặp bất hạnh trong hôn nhân cao như vậy. Tỷ lệ ly hôn cũng càng cao. Và có điều lạ là khi đời sống khá giả hơn, người ta hình như lại ly hôn nhiều hơn và bất hạnh hơn. Phải chăng con trẻ ngày nay được quá chiều chuộng, không biết chăm lo cho người khác, khiến đời sống hôn nhân ngày càng trở nên mong manh? Có câu chuyện đùa. Ai cũng biết ly hôn là bất hạnh lớn nhất của đời người và nguyên nhân sâu xa của ly hôn là kết hôn. Vậy muốn tránh khỏi kết cục bất hạnh ấy, chỉ cần đừng kết hôn nữa. Tôi không cực đoan thế, chỉ muốn chỉ ra một số ngộ nhận phổ biến khi người trẻ mới kết hôn, khiến họ dễ rơi vào thất vọng và không bao giờ cảm thấy mãn nguyện trong hôn nhân. Ngộ nhận thứ nhất, muốn hạnh phúc, ta phải tìm được đúng một nửa của mình. Mộng tưởng rằng ở đâu đó có một người sinh ra để dành cho mình, khiến không ít người trẻ khi gặp thất vọng trong hôn nhân, dễ sinh ra việc đứng núi này trong núi nọ. Thực tế đời sống của các cặp vợ chồng hạnh phúc cho thấy, chỉ cần tìm được người khá phù hợp, rồi trên hành trình đồng hành cùng nhau trong hôn nhân, hai người cũng phải điều chỉnh bản thân để tìm được sự hòa hợp thực sự. Dù cho có tìm được một người phù hợp với mình thời thanh xuân, thì trong mấy chục năm chung sống, hai bên vẫn phải không ngừng làm mới mình để thích ứng với nửa kia. Ngộ nhận thứ hai, nếu tìm đúng người, anh, cô ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho mình. Tôi cảm thấy sự thụ động trong những quan niệm như thế. Dù lấy ai đi nữa, thì hạnh phúc cũng không phải là thứ người khác có thể đem lại cho bạn. Đó là cảm nhận của riêng bạn, do bạn tự kiếm tìm. Bạn thích ăn cơm, còn chồng thích ăn phở. Vì yêu bạn, anh ấy mua phở cho bạn ăn. Nhưng đâu vì thế mà bạn hài lòng. Hạnh phúc trong hôn nhân nằm ở sự chia sẻ giữa hai người. Cả hai cùng phải tìm cách khiến cho mình và người kia cảm nhận được niềm hạnh phúc, tức là vừa biết chăm sóc mình, vừa nghĩ đến người kia. Đừng ngồi yên chờ đợi, rồi lại oán hận người kia không làm mình hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ đến với những tâm hồn chủ động tạo ra nó mà thôi. Ngộ nhận thứ ba, sau khi kết hôn, bạn phải tuyệt đối thuộc về người bạn đời. Rất nhiều người có tính sở hữu quá cao, nên giữ chặt lấy vợ chồng mình, thậm chí còn ghen tuông mù quáng và vô căn cứ. Nhưng nhu cầu giao tiếp của con người rất cao, kết hôn xong không có nghĩa là dừng nhu cầu ấy lại. Nếu chỉ thu gọn thế giới vào đời sống vợ chồng, cả hai sẽ nhanh chóng cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi. Nếu một trong hai người vợ hoặc chồng chịu sự kiểm soát thái quá của người còn lại, thì sớm muộn cũng có xung đột xảy ra. Ngoài ra, mỗi người bên cạnh vai trò làm vợ làm chồng còn có những trách nhiệm khác nhau trong gia đình lớn như làm con, làm anh, chị, em. Không vì lập gia đình mà chúng ta rút bỏ hết những vai trò đó. Quan tâm đến mọi người mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc đủ đầy. Bạn sẽ cảm nhận sợi dây bền chặt neo đậu bạn vào cuộc sống này. Bên cạnh đó, các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp ngoài hôn nhân giúp cho đời sống hôn nhân có thể duy trì sự cân bằng khi đời sống gia đình và đời sống xã hội, nội tâm và ngoại giới hài hòa, hôn nhân cũng sẽ có một nhịp thở bình ổn. Ngộ nhận thứ tư, càng yêu nhau thì khi kết hôn
càng hạnh phúc. Ngộ nhận này cho đến nay vẫn còn rất phổ biến, chưa kể nó còn được cho là đúng đắn và được cổ vũ. Ông bà ta ngày xưa có câu, yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Nghe vô lý, nhưng thật ra rất thấu lý, thấu tình. Càng yêu, chúng ta càng kỳ vọng vào người mình yêu. Khi còn yêu, thời gian bên nhau không nhiều, nên cả hai bên dồn hết tâm sức vào thời gian gặp mặt, khiến chúng ta thấy ở bên người đó thật tuyệt vời. Nhưng khi kết hôn, ở bên nhau cả ngày, chúng ta sẽ trở về con người thật của mình. Nếu không lường trước được thực tế, cả hai dễ rơi vào thất vọng. Không ít người, tuy không nói ra, nhưng thầm nghĩ rằng, tôi tưởng anh, cô tuyệt vời thế nào, chứ cũng chỉ như những người khác thôi. Hoặc là, tôi đã nhầm khi lấy anh, lấy cô. Đến khi gặp người khác, cả hai mới nhận ra sự việc không tồi tệ đến vậy. Chỉ là mình đã kỳ vọng quá cao vào người kia mà thôi. Cuộc sống có va vấp, giận hờn, cãi vã cũng là điều dễ hiểu. Khi đó, cả hai người đều phải dùng đến lý trí, thay vì kỳ vọng, để cân bằng lại. Trộm nghĩ, những người yêu nhau vừa vừa có khi lại dễ dàng chung sống hơn trong hôn nhân. Ngộ nhận thứ năm, chỉ cần tình yêu đủ mạnh, bạn sẽ vượt qua mọi trở ngại để hạnh phúc. Và ngược lại, chỉ cần vượt qua trở ngại, tình yêu sẽ càng mạnh mẽ. Hôn nhân giống như cái cây mà tình yêu là hạt giống. Các cụ đã đúc rút, nhất nước nhì phân tam cần tứ giống. Từ hạt giống thành cây là cả một quá trình dài lâu và cần rất nhiều điều kiện, sự chăm sóc. Bạn có thể có hạt giống tốt, nhưng nếu gieo trồng vào nơi đất khô cằn, khí hậu không thích hợp, không chăm sóc thường xuyên thì cây sẽ còi cọc, thậm chí chết rất nhanh. Ở Việt Nam, vai trò của cha mẹ trong hôn nhân của con cái vẫn còn rất lớn. Hai bên cưới nhau mà bố mẹ không ủng hộ thì xác suất hạnh phúc rất thấp, vì sự dũng cảm của hai người thường chỉ đủ để họ làm lễ cưới với nhau. Đến khi chung sống, hai bên cũng không thể bỏ được gia đình hay bố mẹ mình. Mâu thuẫn nảy sinh, thậm chí đối đầu, làm hôn nhân tan vỡ. Đặc biệt, người con trai thường vẫn giữ tâm lý. Vợ mình, dù được bố mẹ chấp nhận hay không, vẫn là nàng dâu và phải làm dâu, tỏ ra bên mẹ hơn bên vợ. Đẩy người vợ vào thế lưỡng nan mà không kêu ai được. Với nhà ngoại cũng không dám thở than, vì đã trót cãi lời bố mẹ để lấy người ta. Vì vậy, những bạn trẻ yêu nhau muốn tiến tới hôn nhân mà không được sự ủng hộ của gia đình, nên suy nghĩ kỹ xem mình có đủ dũng cảm để đương đầu với những thử thách trước mắt và dài lâu không. Nếu chỉ vin vào một chữ tình mong manh, chỉ e rằng cuộc hôn nhân của bạn chẳng được bền lâu. Ngộ nhận thứ 6, bạn chỉ kết hôn với một người. Những chuyện khác như gia đình, bạn bè cô, anh ấy, bạn không cần bận tâm. Cũng như bạn, trước khi lấy vợ, lấy chồng, anh hoặc cô ấy được sinh ra và lớn lên, được nuôi dưỡng và giáo dục trong một gia đình khác, chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều truyền thống ứng xử trong gia đình và những người thân. Với những dân tộc có văn hóa trọng gia tộc như người Việt, lấy ai là lấy cả gia đình dòng họ. Hạnh phúc hay bất hạnh của bạn, nếu không nói là phụ thuộc, cũng sẽ chịu ảnh hưởng khá nhiều từ gia đình, bạn bè của người bạn chọn. Biết bao mối tình thề non hẹn biển đã tan vỡ chỉ vì một vài nhận xét không thiện chí từ bố mẹ, họ hàng, bạn bè. Ngược lại, cũng có không ít nàng dâu, chàng rể gạt hẳn gia đình chồng vợ sang một bên, quá đề cao bản thân. Quan tâm, chăm sóc gia đình chồng vợ và chính gia đình mình không có nghĩa là hy sinh đời sống riêng tư hay tự do cá nhân. Bạn sẽ tìm được sự cân bằng nếu có quan điểm độc lập và rõ ràng. Chưa kể, quan tâm đến người thân của vợ, chồng là cách tốt nhất để tìm đồng minh cũng như sự đồng cảm từ họ. Ngộ nhận thứ 7. Bằng tình yêu, bạn có thể làm thay đổi những thói hư tật xấu của nhau như cờ bạc, rượu chè
thô lỗ, hoang phí hay thậm chí vũ phu. Làm gì có ai không có khuyết điểm cơ chứ? Tâm lý học đã chứng minh, sau 3 tuổi, tính cách con người đã định hình rồi, không thay đổi được nữa. Ai cũng biết dời non lấp biển, ngay cả trong thời kỳ đầy máy móc hiện đại như bây giờ, còn là chuyện không tưởng. Thế mà núi sông còn dễ đổi, chứ bản tính thì khó dời. Người Pháp có câu, chỉ một người đàn ông dốt mới tin sau đám cưới, vợ anh ta vẫn như trước. Vì cuộc sống gia đình vất vả sẽ làm phụ nữ không còn xinh đẹp, nhẹ nhàng, đẫm dáng. Và chỉ người đàn bà điên mới tin là sau đám cưới có thể làm chồng mình thay đổi. Biến người lười biếng thành chăm chỉ, ở bẩn thành ở sạch chẳng hạn. Hôn nhân không phải là chuyện của vài ngày hay vài tháng và cũng không có giải lao. Mâu thuẫn trong hôn nhân cũng không phải sinh ra bởi bất đồng ở những điều to tát như lý tưởng hay quan niệm sống như nhiều bạn vẫn tưởng, mà phần lớn đều xuất phát từ những điều nhỏ nhặt hàng ngày, như người nhanh nhẩu sống với người chậm chạp, người cẩn thận phải chịu đựng người cẩu thả, người ngăn nắp suốt ngày phải dọn dẹp cho người bừa bộn. Từ cổ xưa, lý do cho phép ly hôn, bên cạnh những chuyện như ngoại tình hay vũ phu, phổ biến nhất lại là lý do rất chung chung và tính tình không hợp. Là lý do này chiếm đến trên 90% các vụ ly hôn. Khi chưa sống cùng nhau, cá tính và thói quen sinh hoạt khó lộ ra hết và chúng ta chưa lường được sức chịu đựng của mình đến đâu. Vì vậy, sống thử được phương Tây rất ưa chuộng trước khi chui đầu vào rọ. Tôi từng quen một cô bạn có ông chồng đẹp trai, làm ra tiền, yêu vợ, nhưng có lần tôi nghe cô ấy than, chán quá, vì anh ấy ăn gì cũng phải nấu nhừ, trong khi cô ấy thích ăn chín, nên cả năm chẳng bao giờ hai người có bữa ăn ngon cùng nhau. Có lần thì hụt nấu xong, bị chồng chê, bực quá, cô bảo, chả lẽ cả đời em cứ phải nhai và nhổ vào mồm anh à? Thế là họ ly dị. Những chuyện tưởng tào lao như vậy còn không thay đổi được và cũng nhất định không chịu nhường nhịn nhau. Nữa là những tật xấu như cờ bạc, rượu chè, thô lỗ, vũ phu. Cô gái, chàng trai ngốc nghếch nào còn tin là thay đổi được những thói tật xấu đó của chồng hoặc vợ thì có lẽ bởi họ cam chịu để đánh đổi lấy một điều gì đó từ cuộc hôn nhân, để giữ cho con cái có bố như nhiều chị em phụ nữ thường ngậm ngùi nói. Và rồi cũng có ngày được lên báo trong một hình sự vì tự tử hay là nạn nhân của bạo hành. Còn nếu không muốn trở thành nạn nhân, tòa án xử lý ly hôn là điểm đến cho bạn, những người có lòng can đảm. Và thay vì để cuộc hôn nhân của mình dẫn đến hai nẻo không mong muốn trên, bạn hãy tìm hiểu thật kỹ càng cá tính cũng như tật xấu của nhau khi yêu, và chỉ khi tin chắc mình có thể chấp nhận được thì mới đi đến hôn nhân bạn nhé. Ngộ nhận thứ 8. Cô ấy, anh ấy càng ghen, chứng tỏ họ càng yêu bạn. Chỉ cần bạn chung thủy, họ sẽ hiểu và hết ghen tuông. Một ảo tưởng to đùng nữa. Quá nhiều bạn trẻ bảo tôi, có yêu mới ghen, và tự hào khoe người yêu ghen mình, vì như vậy chứng tỏ họ yêu mình. Đúng là có yêu có ghen, nhưng ghen không chắc đã là yêu, mà chỉ là bởi tính ích kỷ, muốn sở hữu mà thôi. Vua chúa ngày xưa có tam cung lục diện. Nhiều cô, vua chưa từng biết mặt, nhưng vẫn giữ làm của riêng. Chỉ cần nghe phong thanh, cô ta có qua lại với ai là có thể đem giết ngay lập tức. Cũng như những chuyện giết người yêu nhan nhản trên báo chí hiện nay, nhiều người trong số họ rất lăng nhăng, đánh đập vợ tàn bạo, nhưng vẫn ghen tuông đến mức điên cuồng. Vậy thì ghen và yêu có liên quan gì đến nhau? Hơn nữa, có nhiều kiểu ghen tuông rất vô lối, vô căn cứ và cũng rất ngang ngược. Tôi đã từng chứng kiến nhiều người đàn ông tán tỉnh và lấy bằng được những cô vợ xinh đẹp, hấp dẫn, tài năng, nhưng sau đó nhốt vợ trong nhà, không cho giao tiếp với ai cả vì không tin vợ. Chỉ cần nảy sinh một nghi ngờ nhỏ là về dằn vặt vợ, biến cuộc hôn nhân thành địa ngục trần gian. Người vợ sống không bằng chết,
không làm gì nên tội cũng bị mắng mỏ, sỉ nhục, thậm chí đánh đập bất cứ lúc nào. Hãy xem phim Living with Enemy, nhan đề tiếng Việt, Ngủ với kẻ thù, để biết thêm chi tiết. Cũng có những bà vợ coi chồng như tội phạm, chịu án giam lỏng chung thân, cứ ra đường là theo rình, cứ có tin nhắn, cuộc gọi là xem trộm, nghe lén cho bằng được, coi tất cả phụ nữ xung quanh chồng là mối nguy, sẵn sàng làm chồng xấu hổ, mất mặt trước đám đông hay bè bạn, và dương dương vỗ ngực rằng mình giữ chồng rất tốt. Thực ra, những người ghen tuông lại là những người tự ti về một hay nhiều điểm nào đó của bản thân. Họ cũng tự làm mất điểm trong mắt đối phương khi lặp lại những hành vi, lời nói mất hết lý trí, tự tôn và tự trọng. Chính họ tự bôi xấu chân dung mình. Họ cũng khiến cho không khí gia đình luôn bí bách, ngột ngạt, và đôi khi chính họ lại đẩy đối phương vào con đường từ không ngoại tình đến ngoại tình. Ngộ nhận thứ 9. Sex không quan trọng, quan trọng là sự hòa hợp về tâm hồn. Về chuyện này, tác giả Tâm Phan đã nói rất hay trong Sex và những thứ khác. Thế hệ tôi không có thói quen nói về sex, nên chắc chắn không thể nói hay như vậy. Tôi chỉ xin kể một câu chuyện mà mình đã từng chia sẻ với một số thế hệ sinh viên, hy vọng nó sẽ giúp ích cho ai đó. Thời tôi còn nhỏ, sex là một chủ đề bị cấm đoán. Năm lớp 8, tôi đổ vào chuyên toán đại học tổng hợp nên phải đi ở tập thể. Phòng có 18 cô con gái, từ 13 đến 16 tuổi, ở nhiều tỉnh thành miền Bắc. Con gái ở với nhau. Tất nhiên, đến đêm thường nói chuyện linh tinh, giống như các bạn bây giờ thường gọi là buôn dưa lê, bán dưa chuột. Có một chị hình như ở Thái Bình, kể là thanh niên quê chị tệ lắm, hễ nhà nào có đám cưới, là đến đêm, chúng thường khoét vách, xem trộm. Nhà thời ấy tường làm bằng bùn trộn rơm nên rất dễ khoét. Cả phòng nhao nhao lên hỏi, đêm tân hôn thì có gì lạ? Đi ngủ vẫn mặc quần áo chứ có gì mà xem. Lũ mọt sắc như tôi nhớ như in những câu chuyện tiếp phụ Trung Quốc chỉ có đàn ông cầm tay mà rút dao chặt tay mình để bảo toàn sự trong sạch. Hay Lucrezia của La Mã thà tự tử chứ không chịu bị nhục. Nên tôi cũng như bao bạn cùng lứa đều tin rằng trinh tiết là thứ quý giá nhất của người con gái. Nếu mất trinh sẽ bị gọt đầu bôi vôi thả trôi sông. Vì vậy phải hết sức giữ gìn. Mặc dù chính mình cũng không biết cái trinh tiết ấy nó ở đâu, mặt mũi nó ra sao và làm thế nào mà nó mất. Với hành trang ấy, tôi lò dò ra nước ngoài và ngay năm học đầu tiên đã bị cô bạn cùng phòng yêu cầu đi chỗ khác chơi để cô ấy gặp bạn trai. Tôi chẳng biết đi đâu nên sang phòng bên cạnh ngồi. Liền thấy cô ấy và anh bạn chỉ quấn sơ cái khăn tắm, thản nhiên ra khỏi phòng trước mặt tôi để vào phòng tắm. Lúc ấy tôi thật quá choáng váng. Ngạc nhiên tự hỏi tại sao sấm sét không giáng xuống đầu những kẻ hư hỏng ấy. Cô ấy hứa nếu tôi cần phòng tiếp bạn, cô ấy cũng sẽ tạo điều kiện. Nhưng tôi thầm nhủ, mình cần gì cơ chứ? Tôi qua than thở với mấy anh khóa trên, vì hồi ấy rất ít con gái du học. Thì các anh ấy bảo, con gái ở đây hư hỏng lắm, không như ở nhà mình, chả đứa nào còn trinh cả. Làm tôi càng thấy lo cho cô bạn tội lỗi. Nhưng sống cùng nhau lâu hơn, tôi phát hiện ra cô ấy cũng rất dễ thương chứ không tồi tệ như mình tưởng. Và khi có điều kiện tìm hiểu xã hội của họ, tôi mới biết từ những năm 60 của thế kỷ 20, phương Tây đã không coi trinh tiết là quan trọng nữa, thậm chí ngược lại. Điều chàng trai coi trọng ở cô gái bên cạnh tình yêu là kinh nghiệm và sự khéo léo. Nếu một cô gái đã đến tuổi trưởng thành, thú nhận với bạn trai là mình còn trinh, khả năng cao các chàng trai sẽ cho là cô này có vấn đề. Họ rất am hiểu các cách tránh thai, các bác sĩ sẵn sàng tư vấn cụ thể. Còn nếu có thai, thường là họ sẽ cưới. Vì pháp luật thời đó ở Cộng hòa Séc
quy định nếu muốn phá thai phải ra trước một hội đồng để xem xét có được cho phép hay không, rất phiền toái. Theo thống kê, thời đó tỷ lệ ly hôn ở Tiệp cao thứ hai châu Âu và khoảng 30% vụ ly hôn là do không hòa hợp về tình dục. Vì vậy, họ cho rằng tình dục trước hôn nhân là rất quan trọng để xem hai người có hợp nhau không trước khi chính thức bước vào hôn nhân. Chỉ tiếc rằng người Việt hiểu không thấu đáo về cách sống của họ, tự phiên dịch chuyện xét trước hôn nhân như một sự trải nghiệm của họ. Thành ra cách sống thác loạn dẫn đến việc thanh niên lao động Việt Nam thời ấy ra nước ngoài sinh hoạt tình dục rất bừa bãi. Có cô gái trong một năm phá thai tới 2-3 lần với những người đàn ông khác nhau. Có những chàng trai đổi bạn tình như thay áo, làm ảnh hưởng đến hình ảnh người Việt ở nước ngoài và khiến người trong nước kỳ thị người đi nước ngoài. Thật ra, người phương Tây quan niệm thoáng về sex trước hôn nhân nhưng rất có trách nhiệm với nhau. Nếu cả hai chưa có người yêu, họ có thể ở mức quan hệ mà hai bên cùng cảm thấy thoải mái, như thể cùng khiêu vũ vậy, nhưng không bao giờ bỏ qua bao cao su và biện pháp tránh thai. Có lần, cả nhóm tôi đi học về, thấy một cô chào cậu bạn cùng lớp, và cậu này lúng túng một chút mới chào lại. Tò mò, tôi hỏi, bạn quen cô ấy à? Cậu ta thản nhiên bảo, tôi có ngủ với cô ấy cuối tuần vừa rồi. Tôi nghe choáng quá, nhưng sau rồi cũng quen với chuyện đó. Còn nếu đã có người yêu, họ sẽ rất chung thủy với nhau, chứ không chỉ yêu cầu điều đó từ phía người con gái. Lỡ cô gái có thai, họ sẽ cưới, hoặc chàng trai sẽ phải cùng ra hội đồng, trình bày lý do xin phá thai với cô gái, chứ không chạy làng như nhiều chàng trai mới lớn của chúng ta. Điều tôi ấn tượng nhất là dù có yêu nhau hay không, khi quan hệ với nhau, cả hai đều thẳng thắn và trân trọng nhau, chứ không ai cố tình lừa để có quan hệ nhằm trói buộc với nhau. Đặc biệt, không có chuyện nam giới, trong khi chấp cánh liền cành mà lòng rẽ rúng đã dành một bên như đàn ông Á Đông truyền thống. Thế hệ tôi không nhiều kinh nghiệm và cả trải nghiệm trong chuyện này, luận bàn có khi chưa tới nơi tới chốn. Chỉ mong các bạn trẻ có thể hiểu, sex là cần thiết trong hôn nhân và có lẽ nó quyết định đến 50% hạnh phúc của cuộc hôn nhân đó. Đặc biệt, sex rất cần sự trân trọng và hiểu biết để có thể có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tôi vẫn ngạc nhiên trước sự kỳ diệu của tự nhiên. Văn hóa Việt vốn cho phép người đàn ông chỉ biết đến mình trong mọi lĩnh vực. Nhưng trong hành vi tối cao của tình ái ấy, anh ta dường như lại cảm thấy hạnh phúc khi làm cho người phụ nữ hài lòng. Tiếc là chúng ta thường không giỏi chia sẻ, nhất là phụ nữ, nên nhiều khi không dám nói ra điều mình mong muốn, cản trở sự thăng hoa của nhau. Vậy thì, để cảm nhận niềm hạnh phúc trọn vẹn, thẳng thắn với nhau là điều trước tiên cần làm. Tụ chung lại, một cuộc hôn nhân hạnh phúc không những là sự hòa hợp, yêu thương, mà còn là tôn trọng, thẳng thắn và chấp nhận nhau. Thế nào là hôn nhân hạnh phúc? Từ nhỏ, tôi đã được nghe, với phụ nữ, gia đình là quan trọng nhất. Câu châm ngôn phổ biến là, sự nghiệp của phụ nữ là gia đình của đàn ông là sự nghiệp. Khoan hãy nói đến việc quan điểm đó đúng hay sai, chỉ biết là phụ nữ ai cũng ước ao một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng mấy ai biết hôn nhân hạnh phúc là gì? Và tôi thấy mình cũng không phải ngoại lệ. Hồi 15-16 tuổi, cũng như hầu hết bạn gái, tôi ước ao có một tấm chồng đẹp trai, hào hoa, lãng mạn, để đời sống hôn nhân ngày nào cũng toàn hoa hồng và nến thơm. Lấy chồng vào cuối thời bao cấp, dù vật chất thiếu thốn nhưng tính lãng mạn, cố hữu, thành ra lại ước mơ được chồng chiều chuộng, chăm sóc, sớm sớm tối tối bên nhau, dù chỉ có một túp lều tranh mà vẫn hai trái tim vàng. Thực tế đập cho vỡ mặt vì không ai uống nước lã mà có được trái tim vàng. Nhất là đến khi có con mà không có tiền thì tim vàng cũng dễ bị đem bán để nuôi con. Lúc ấy chỉ biết mong hai vợ chồng làm đủ ăn để con cái đỡ khổ.
Qua thời bao cấp, gánh nặng cơm áo bớt đi, mới biết tiền không đem lại hạnh phúc, nhiều bằng đem lại rắc rối. Mấy ngàn năm xã hội Việt Nam sống trong thiếu thốn, thiếu kỹ năng ứng xử với tiền bạc. Khi đột ngột dư giả, rất dễ sinh tật. Vì vậy, cũng có trường hợp rất nhiều cặp vợ chồng hòa thuận khi nghèo khó, nhưng khi có tiền lại lục đục vì ai cũng đòi hỏi quá nhiều cho bản thân, không nghĩ đến người khác. Con cái lớn hơn cũng đòi hỏi sự dạy dỗ, chăm sóc nhiều hơn. Lúc ấy mới hiểu, hôn nhân hạnh phúc là có được người chồng yêu thương, tận tụy với vợ con, để vợ chồng cùng vun đắp gia đình, chăm sóc con cái lớn khôn. Đến khi chúng trưởng thành, rời tổ bay đi, thì hai vợ chồng đã vào tuổi xế chiều. Sau hơn 20 năm chỉ biết nghĩ về con cái, bàng hoàng không biết nói gì với nhau, sống tiếp với nhau thế nào. Buổi tối một ngày, lúc đi bộ từ bãi đỗ xe về nhà, tôi nhìn thấy một cặp vợ chồng đi phía trước, có lẽ là đi tập thể dục. Cả hai khoác tay nhau đi bộ rất thư thái. Người chồng ga lăng cầm ô cho vợ. Đến một khúc đường chật, họ phải tách nhau ra. Nhưng khi đi qua khúc ấy, cả hai lại nhanh chóng quàng tay nhau. Bóng họ dần xa khuất trên con đường phía trước. Tôi bỗng chợt nhớ một bài hát ngày xưa từng nghe. Đừng để tháng năm làm mệt mỏi trái tim chờ đợi. Ta nguyện theo nàng đến tận nơi góc bể chân trời. Giờ này đèn bên sông đã tắt, chỉ có trái tim ta nhẹ nhàng soi sáng dung nhan nàng. Nụ cười của nàng vẫn dịu dàng như xưa, ta trân trọng, cất giữ những kỷ niệm về nàng. Dù năm tháng lụi tàn, người chiến sĩ phải vùi xác nơi đồng hoang. Dù lưu luyến thế nào, cũng không bằng lưu giữ những ngày đã qua. Nàng và ta xa xôi cách trở, sự đời lặng lẽ đổi thay, trải qua muôn sông ngàn núi, liệu lòng ta còn mãi bên nhau? Ta không mong được đời đời kiếp kiếp, không mong được sớm tối bên nhau, chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian. Ai nói rằng tình cảm lưu luyến khiến người ta đau khổ? Ai nói rằng biển đời chìm nổi chỉ có tình duyên là vĩnh cửu? Dù có lúc chia ly, có khi gặp lại, dù có khi sum họp, có khi lại tan, chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian. Chú thích: một bài hát nhạc Hoa có tên Cùng nắm tay đi khắp nhân gian. Hết chú thích. Hôn nhân cũng như cuộc đời, biết bao chìm nổi, ngọt bùi đắng cay. Mọi ước mơ tuổi trẻ có thể không còn nữa. Đọng lại cuối cùng, chỉ mong được bình thản nắm tay người đi giữa nhân gian. Tài khoản hôn nhân. Hồi này tôi hay theo dõi chương trình Chuyện đêm muộn do MC Thảo Vân dẫn. Có lẽ bởi cùng là phụ nữ nên cảm giác gần gũi nhau hơn. Hôm ấy là một chủ đề có tên Níu giữ hôn nhân. Tôi còn nhớ vào một lần kỷ niệm ngày cưới, khi con gái gửi lời chúc mừng, có nhiều bạn đã hỏi bí quyết giữ gìn hôn nhân của tôi là gì. Tôi đã trả lời rằng mình chỉ có bí quyết duy nhất là cứ ì ra, không chịu đi. Tôi chỉ mong các bạn hiểu là tôi nói thật. Thử nghĩ mà xem, bỗng dưng một ngày nọ, bạn bỏ nhà bỏ cửa, chuyển ra chung sống với một người hoàn toàn xa lạ, khác biệt từ tính cách, quan điểm đến thói quen sinh hoạt hay sở thích ăn uống, thật không hề đơn giản. Cái tôi của ai cũng rất lớn nên va chạm là điều không khỏi. Có rất nhiều điều khi chưa lập gia đình, bản thân mình nghĩ không thể chấp nhận được. Nhưng rồi khi cưới, muốn ở được với nhau, cái gì cũng có thể chấp nhận hết. Như ông bà nói, 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng. Nhưng hình như rất nhiều người, dù là đàn ông hay phụ nữ, đều tự huyễn hoặc mình về chuyện này, cứ ra sức bảo. Tôi không thể chấp nhận được chuyện nọ, chuyện kia, chuyện X, chuyện Y. Đây có thể gọi là ảo tưởng đầu tiên về hôn nhân. Nếu thật sự muốn duy trì gia đình mình,
cả hai người sẽ phải tìm cách cùng thích nghi, thay vì hy vọng khư khư giữ nguyên tắc của riêng mình. Quay trở lại chủ đề, nếu giữ hôn nhân của chuyện đêm muộn. Chương trình phỏng vấn vài ba người về cách ứng xử khi hôn nhân rạn nứt. Ai cũng bảo, sẽ tìm hiểu nguyên nhân, xem lỗi thuộc về ai, rồi yêu cầu người đó sửa chữa. Nếu lỗi của mình, thì mình sẽ tự sửa. Theo tôi, đây là ảo tưởng thứ hai. Vì hiếm khi có ai nhận lỗi về mình trước tiên, hoặc nhận ra là lỗi của mình. Nếu nhận ra được, thì đã không mắc lại nhiều lần. Ví dụ, chồng có bồ là lỗi rành rành, nhưng tôi chưa gặp ông nào nhận lỗi cả. Luôn cho rằng, bởi tại vợ mình thế nọ thế kia, nên mình mới thành ra thế. Dù vợ có hoàn hảo như tiên sa, thì cũng là có lỗi, vì đã làm chồng cảm thấy kém cỏi. Ảo tưởng tiếp theo là, trong hôn nhân, quan trọng nhất là còn yêu nhau, hết yêu thì phải đi thôi. Song theo tôi, không thể đặt sự an nguy của cả một gia đình với những đứa trẻ chỉ dựa trên một thứ mơ hồ gọi là tình yêu. Tôi tin ông bà nói đúng, hết tình còn nghĩa. Tình yêu không tự nó bền lâu. Nếu cả hai người không cùng vun đắp, không cùng trải qua những sướng khổ thăng trầm, buồn vui, thì sẽ khó nhận ra đâu là chân tình. Chân tình đó là cái nghĩa. Nhân vật được phỏng vấn hôm ấy là Quỳnh Hoa, diễn viên chính trong phim Hôn nhân trong ngõ hẹp. Dù cô còn trẻ, nhưng rất chín chắn trong trò chuyện. Tôi đồng ý với cô là muốn duy trì hôn nhân, thì hai người trong cuộc phải tự quyết. Người ngoài không ai hiểu được suy nghĩ của người trong cuộc, nên mọi lời khuyên, mọi kinh nghiệm của người đi trước chỉ để tham khảo, không bao giờ áp đặt cách làm của người này cho người khác được. Sau khi suy nghĩ, dằn vặt rất nhiều khi mọi chuẩn mực, hy vọng của mình dần tan vỡ hết, tôi mới hiểu hôn nhân và mọi mối quan hệ trên đời này giống như môn kế toán, có được và có mất. Chỉ cần với bạn được nhiều hơn mất, thì dù mất mát có lớn đến đâu cũng có thể duy trì. Nhưng mỗi người quan niệm được mất khác nhau, nên cùng một cảnh huống, mỗi người sẽ giải quyết khác nhau. Ví dụ, chúng ta thường cười chê người phụ nữ biết chồng nuôi vợ bé bên ngoài mà vẫn cam chịu để con có bố, để có sự trợ giúp tài chính, vì cho rằng như vậy là xúc phạm nhân phẩm của người vợ. Nhưng nếu với cô ấy, sự ổn định cả về hình thức và tài chính quan trọng hơn, tức là được nhiều hơn mất, thì cô ấy vẫn có thể chọn ở lại, và cũng chưa chắc cách ấy đã là sai, vì việc sống độc lập với cô ấy còn kinh khủng hơn là chịu cảnh chồng chung. Vậy bạn được và mất gì trong hôn nhân của mình? Và theo bạn, cán cân trong tài khoản hôn nhân của bạn đang là dương hay âm? Định kiến giết người. Một hôm đi ăn trưa, tôi tình cờ nghe được chuyện của mấy chị trung niên bàn bên cạnh. Một chị bảo, nhà chị có hai cô em, tự dưng lại bỏ chồng, không con không cái. Bây giờ hai đứa ngoài 40 ở với nhau, mở quán cà phê kinh doanh, thỉnh thoảng lại đi du lịch khắp nơi, ra điều vui vẻ lắm. Nhưng chị thì không hiểu nổi, chúng nó định cứ sống mãi thế à? Đàn bà mà không chồng không con thế sao? Cứ vô lo mãi được à? Chị bạn cùng bàn bên vực, phụ nữ thời này thấy sống thế cũng tốt mà. Nhưng chị kia lại cao giọng, có thể chị lạc hậu, nhưng chị không thể chấp nhận kiểu sống như thế. Phụ nữ là phải sống cho chồng con. Chuyện chẳng liên quan đến mình, nhưng nghe xong tôi ngẹn giọng, nhớ đến câu chuyện xôn xao về một khóa sinh viên cũ của mình. Tôi dạy khóa ấy khi còn khá trẻ, khoảng cách tuổi tác không lớn nên khá thân thiết với các bạn sinh viên và ở trong group Facebook của khóa đó cho tới giờ. Ngày mùng 8 Tết, đi làm, chợt nhìn thấy tin nhắn trên Facebook. Gửi các bạn FTU,
mình nhận được thông tin bạn HTT, nick là CC, hình như học lớp A11 hoặc A12, mình không nhớ chính xác lắm, bị mất vì tai nạn giao thông. Bạn nào biết bạn T, xác nhận lại thông tin để mọi người đến chia buồn với gia đình bạn ấy nhé. Nếu được, chiều nay chúng ta về quê bạn viếng là tốt nhất. Tình thật, tôi không nhớ T, vì khóa ấy ra trường 15 năm rồi. Nhưng tôi dạy lớp ấy, nên khi nghe tin, vẫn thấy buồn. Cổ nhân nói, thế gian quá rộng lớn, tu cả ngàn năm mới có duyên ngồi cùng thuyền với nhau một lần. Nữa là đã từng có duyên làm thầy trò, lại cùng là phụ nữ nữa. Sang tuần, vẫn không thấy các em thông báo gì về tình hình đi viếng. Tôi hỏi lại, thì thấy các em bảo chuyện buồn quá, không muốn nhắc lại nữa. Mãi sau, mới có một em kể lại với tôi. Hóa ra, em T không bị tai nạn giao thông mà tự tử. Theo bạn sinh viên cũ ấy kể, thì T khá xinh, đã từng là học sinh trường chuyên nổi tiếng hồi cấp 3, đạt giải học sinh giỏi quốc gia trước khi vào đại học. Khi đi làm khá xông xáo, công việc ổn định, em đã lập gia đình, chồng cũng cùng lứa tuổi, nhưng hai vợ chồng mãi không có con mà không rõ lý do. Cả hai đã mất rất nhiều công chữa trị nhưng không có kết quả. Chồng em lại không có bản lĩnh để cưỡng lại sức ép của dòng họ, nên gia đình sinh lục đục. T chịu căng thẳng rất nhiều, công việc cũng bị ảnh hưởng. Cuối cùng, cả hai quyết định chia tay. Trớ trêu là sau khi ly hôn, T phát hiện lần thụ tinh nhân tạo cuối cùng cũng đã thành công. Em có thai. Khi biết tin, chồng em đã quay lại và hai vợ chồng rất vui mừng chờ đợi ngày sinh con. Nhưng ông trời trêu ngươi, mang thai đến tháng thứ 7 thì em bị sảy. Trong lúc em đang suy sụp thì chồng em lại bỏ đi, khiến em hoàn toàn mất tinh thần, thậm chí bỏ việc. Bạn bè cố gắng gần gũi an ủi, hy vọng em sẽ dần bình tâm lại. Một nhóm bạn có doanh nghiệp riêng còn cùng nhau lên kế hoạch tạo công việc cho em để em đỡ buồn. Thời điểm ấy là giáp Tết, nên em nói là để sau khi nghỉ Tết sẽ quyết định. Ở quê đến mùng 4 thì em nói với bố mẹ là em lên Hà Nội đi du lịch cho khuây khỏa. Nhưng em không lên Hà Nội mà lại đi lên thị xã lân cận thuê khách sạn ở. Ngày hôm sau, em để lại toàn bộ điện thoại, đồ đạc ở khách sạn, rồi ra cây cầu gần đó nhảy xuống sông tự vẫn. Khi dân địa phương phát hiện được thì đã quá muộn. Trên người em lại không có giấy tờ tùy thân, nên địa phương đành tổ chức mai táng ngay sau đó. Đến khi bố mẹ em gọi di động hỏi thăm, thấy nhân viên khách sạn cầm điện thoại, bảo là em đi đâu không rõ từ mấy ngày nay rồi. Gia đình tá hỏa, chạy lên thị xã tìm hỏi, mới biết em đã được chôn cất bên những người xa lạ. Không cần hỏi cũng biết, những bạn trẻ chưa lập gia đình hay chưa có con cái, thường rất sợ về quê ngày Tết, vì đó là dịp bị tất cả họ hàng xóm giềng hỏi thăm, tọc mạch chuyện chồng con của mình. Vì vậy nhiều bạn không may mắn hoặc chưa thích lập gia đình bây giờ, thường tránh về quê những dịp ấy. Có điều, T không biết đi đâu, những mong ngày Tết về quê bớt cô đơn, trong sự hẹp hòi cổ hủ đến tàn nhẫn trong nếp nghĩ của những người xung quanh, đã đẩy em đến hành động kết liễu cuộc đời mình. Sự ra đi đột ngột của một người trẻ, một người bạn tốt, xứng đáng được hưởng hạnh phúc, đã làm tất cả khóa và cả tôi bàng hoàng, đau xót. Nhiều em trong nhóm đưa ra những lời kêu gọi, mong cả khóa hãy gắn kết với nhau, quan tâm đến nhau nhiều hơn, để không ai còn cảm thấy cô đơn đến mức phải chọn giải pháp tự ra đi nữa. Quả thật, sau đó các bạn cùng khóa có nhiều hoạt động hơn, chia sẻ cùng nhau nhiều hơn cả trong đời sống và công việc. Nói cách khác, sự ra đi của T đã có tác động mạnh mẽ tới bạn bè. Chúng tôi cùng nhắc nhau, không quên em, không thể quên thông điệp mà em để lại. Nhưng nỗi buồn,
Sự thương cảm với em vẫn đong đầy trong mỗi chúng tôi, khó lòng người ngoài được. Vì vậy, khi nghe người phụ nữ bàn bên lên giọng, không thể chấp nhận kiểu sống như thế, phụ nữ là phải sống cho chồng cho con. Cổ tôi như nghẹn lại, mắt nhòa đi. Tôi nhớ đến Tê lúc cô đơn buồn khổ với sự không may mắn của mình. Tôi như nhìn thấy cảnh em cố lẩn tránh những lời hỏi thăm độc ác kiểu: thế chồng con thế nào? Phải cố lên chứ, phụ nữ không có chồng con thì khó sống lắm. Nhan nhản khắp nơi trong đời sống xã hội Việt Nam. Trong mắt tôi hiện lên hình ảnh em một mình đứng lẻ loi trên cây cầu, nhìn xuống sông trong giá rét ngày đông. Không biết đi đâu về đâu để có được sự bình an. Cuối cùng, phải chọn con đường làm bạn với dòng sông lạnh buốt. Nước sông mùa đông xứ Bắc hẳn rất lạnh, nhưng có lẽ còn ấm áp hơn sự lạnh lùng vô tình của xã hội, thậm chí của người thân. Đối với em, một người phụ nữ không có tội gì ngoài việc không may không được ông trời ban cho một đứa con. Còn bạn, đã bao giờ bạn hững hờ buông ra một lời hỏi thăm kiểu ấy mà không biết gì về hoàn cảnh của người đối diện? Đã bao giờ bạn rao giảng phụ nữ phải có chồng có con mới là phụ nữ Á Đông đích thực? Hãy tự nhủ với lòng rằng bằng hành động tưởng như chẳng có gì ấy, rất có thể bạn đang góp phần đẩy một con người vô tội đến chỗ chết, hay ít ra cũng là vô cùng bất hạnh. Hãy chấm dứt cái thành kiến chết người này đi.